chọn ra 10 gia đình trên tổng số 19 gia đình tham gia thử thách có số điểm cao hơn vào vòng sau của chương trình. Và các gia đình lưu ý là chúng ta không được nhắc nhau đáp án. Nếu gia đình nào vi phạm thì câu trả lời đó sẽ không được tính điểm. Vâng, và ngay trên sân khấu bây giờ là sự xuất hiện của 5 gia đình. Và các anh có thể đứng lui ra một chút để cho tất cả khán giả. Chúng ta cùng chào đón 19 gia đình tham gia chương trình gala ngày hôm nay. Gia đình số 1, anh Lê Văn Lên, chị Đỗ Thị Thắm, đến từ phân sở khai thác 1. Số 2, anh Nguyễn Văn Quang, chị Đặng Thị Ánh Tuyết, đến từ phân sở khai thác 2. Trân trọng giới thiệu, gia đình số 3, anh Hà Lâm Sơn, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, con Hà Minh Nhật, đến từ phân sở khai thác 3. Xin được trân trọng sự xuất hiện, giới thiệu sự xuất hiện của gia đình số 4, anh Thảo A Bằng, chị Lầu Thị Phương, đến từ phân sở khai thác 4. Trân trọng giới thiệu, gia đình số 5, anh Nguyễn Văn Triệu, chị Nguyễn Thị Vân Anh, đến từ phân sở khai thác 5. Xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của gia đình số 6, anh Mai Hoàng Tiến, chị Vũ Thị Thảo, đến từ phân sở khai thác 6. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 7, anh Trần Thế Tùng, chị Nguyễn Thị Yến, con Trần Ngọc Bảo Trâm, đến từ phân sở khai thác 7. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 8, anh Mai Hoàng Nam, chị Lê Thị Thảo, đến từ phân sở khai thác 10. Trân trọng giới thiệu gia đình số 9, anh Hồ Thế Cơ, chị Lô Thị Kim Nhuận, đến từ phân sở khai thác 12. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 10, anh Nguyễn Văn Quỳnh, chị Nông Thị Hà, đến từ phân sở vận tải 2. Trân trọng giới thiệu gia đình số 1, chị Đào Thị Hồng Nhung, anh Phạm Tiến Nghĩa, đến từ phân sở phục vụ. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 12, anh Trịnh Xuân Tuấn, chị Địch Thị Hiền, đến từ phân sở thông gió cấp cứu. Trân trọng giới thiệu gia đình số 13, anh Trần Quang Quyền, chị Nguyễn Thị Hải Yến, đến từ phân sở trạm mạng. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 14, anh Vũ Văn Triều, chị Trân trọng giới thiệu gia đình số 15, anh An Đức Thắng, chị Mai Thị Hằng, đến từ phân sở Đào Lò 1. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 16, anh Nguyễn Văn Hanh, chị Ngô Thị Ngọc Hà, con Nguyễn Việt Hoàng, đến từ phân sở Đào Lò 3. Trân trọng giới thiệu gia đình số 17, anh Trần Duy Khánh, chị Nguyễn Hải Vân, đến từ phân xưởng vận tải 1. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 18, anh Nguyễn Trung Anh, chị Phạm Thị Quyên, đến từ phân xưởng ô tô. Và cuối cùng, xin được trân trọng giới thiệu gia đình số 19, anh Nguyễn Thành Trưởng, chị Bùi Thị Thu Phương, đến từ phân xưởng sàng tuyển than. Giám đốc công ty. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Hiệp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đến vòng thử thách đầu tiên. Ở vòng thử thách thứ nhất được mang tên khởi động. Chúng ta có tất cả 19 gia đình tham gia chương trình. Ban tổ chức sẽ chia thành 4 lượt thử thách. Vâng, và lượt đầu tiên xin được mời 5 gia đình sẽ lên trên sân khấu để tham gia phần thử thách. Và tất cả các gia đình sẽ đứng thành hàng theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Và những anh chồng thì sẽ đứng một bên, còn các chị vợ thì sẽ đứng một bên. Vâng, và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của gia đình số 2, anh Nguyễn Văn Quang, chị Đặng Thị Ánh Tuyết, đến từ phân xưởng khai thác 2. Xin chào giới thiệu và kính mời gia đình số 3, anh Hà Lâm Sơn, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, đến từ phân xưởng khai thác 3. Và tiếp theo là sự xuất hiện của gia đình số 4, anh Tháo A Bằng và chị Lầu Thị Phương, đến từ phân xưởng khai thác 4. Trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình số 5, anh Nguyễn Văn Triệu, chị Vũ Thị Vân Anh, đến từ phân xưởng khai thác 5. Yeah.
của từ và cụm từ sẽ được cộng thêm 10 điểm. Trả lời không đúng, không được điểm nào. Tổng số điểm trong phần thi thử thách thứ nhất là 100 điểm. Vâng, và tại phòng thi thử thách này, ban tổ chức sẽ ở phía bên dưới có thể... Vâng, có thể đứng chéo vào đây một chút ạ, để cho tất cả... Vâng quý vị, cho tất cả năm gia đình chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cùng đi size giày bao nhiêu? Vâng, kính thưa quý vị các bạn, trước khi câu trả lời này thì câu hỏi rất nhạy cảm. Chúng tôi xin nhắc lại các chị, tránh trường hợp các chị có thể nhớ nhầm size giày một người bạn thân nào đó, người bạn cũ nào đó. Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi cho các chị được biết. Chồng thường đi size giày bao nhiêu? 10 giây bắt đầu! 41! Vâng, xin hỏi chị một chút là size giày này là chị có thể mua cho chồng hay là mua nhầm cho người bạn nào đó? Mua cho anh mà anh lại không nhớ. Vâng, sau chương trình này chị có thể mua thêm những đôi giày khác để cho anh được nhớ được không ạ? Vâng, xin chân trọng cảm ơn. Như vậy gia đình số 1 không được điểm nào. Gia đình số 2. 41. 41. Một tràng pháo tay cho gia đình số 2. 10 điểm đầu tiên. Vâng, 41. 42. Đôi giày lại to hơn mọi người chị ơi. Không được điểm. Vâng, 41. 41. Quý vị cho tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Chị Kim Anh. Vâng, 40. 40. Vâng, 10 điểm cho gia đình số 5. Vâng, trân trọng cảm ơn anh chị. Vâng, và chúng ta hãy lật trang giấy tiếp theo để cùng bước vào câu hỏi số 2 nào. Làm vườn, chính xác. Vâng, đây rồi. Sở thích của gia đình số 3 đó là đi chơi. Vâng, trước khi đồng chí Sơn trả lời thì anh rất lo cho em. Nếu như mà chồng nói ở nhà nấu ăn mà em lại nói đi chơi thì không được. Chính xác, đi chơi. Vâng, gia đình này thì có sở thích là nhẹ nhàng hơn chút xíu, đó chỉ là ngủ. Vâng, 10 điểm dành cho gia đình số 4. Vâng, đây có nghĩa là thú vui mà rất là nhiều gia đình rất là thích. Ăn sáng, cà phê. Ăn sáng, cà phê. Quý vị cho gia đình thật lớn được không ạ? Vâng, trân trọng cảm ơn. Vâng, có lẽ là câu hỏi này đánh rất là đúng vào tâm lý của các anh các chị, bởi vì cái này chúng ta diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 dành cho các gia đình. 10 giây dành cho 5 gia đình, bắt đầu. Vâng, đây là cơ hội để các anh chồng chúng ta thể hiện tình cảm với người vợ yêu dấu của mình. Anh ấy đang rất là hoang mang luôn ạ. À, hết giờ rồi. Các anh ấy giơ cao bảng lên nào. Vợ mình hôm nay sinh thế. Được không quý vị? Vâng, 10 điểm với gia đình số 2. Câu này có cần anh tự nói không hay để em nói hộ ạ? Anh... Rất tiếc. Vâng, câu này thì có lẽ là em sẽ để cho anh Triệu tự nói thì hay hơn. Chứ em mà nói thì nó lại không hay cho lắm đúng không ạ? Em mời anh ạ. Em là đẹp nhất. Vâng, em là đẹp nhất. Quý vị cho chào vào tay thật lớn được không ạ? Vâng, và có lẽ trong mắt anh Triệu thì không ai đẹp hơn chị Vân Anh được rồi. Vâng, và xin chúc mừng các gia đình đã có thêm điểm trong phần thi vừa rồi. Và gia đình ấy, trong ví của chồng em mà có nhiều tiền thì cái việc đầu tiên đấy là em phải lấy hết thôi. Không, anh thì mong muốn là vợ là mừng cho chồng. Em ạ, ví của chồng lúc nào cũng dày thì tốt. 10 giây kết thúc. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời của gia đình đầu tiên. Câu trả lời của vợ. Sao chị lại có thể hiền như thế được nhỉ? Xin hỏi chị một chút là có đúng thật suy nghĩ của chị đúng. Rất tuyệt vời. Câu trả lời của chị cũng chính là không làm gì. Thu. Vâng, câu trả lời của vợ là lấy tiền. Vâng, 10 điểm gia đình số 4. Vâng, không, không làm gì luôn em ạ, không. Vâng, và anh ấy bảo là không. Vâng, gia đình số 5 độ thống nhất rất cao. Câu trả lời của vợ là không làm gì. Vâng, 10 điểm gia đình số 5. Rất chi là hiểu nhau luôn ạ. Vâng, và sau đây sẽ là câu hỏi số 8 dành cho 5 gia đình. Câu hỏi số 8 như sau. Khi ngủ, vợ có tật xấu gì? 30 giây, bắt đầu. Các anh nói cái tật xấu nào nó nhẹ nhẹ thôi nhé. 10 giây kết thúc.
vật gì? Vâng, rất tuyệt vời. Không có. 10 điểm cho gia đình số 1. Vâng, có thể xin phép anh Đại một... Vâng, anh Quang đúng là tấm gương sáng để cho thế hệ chúng em học tập theo. Đáp án của vợ cũng là không có. Vâng, thì chúc... Vâng, không được điểm gia đình số 4 ạ. Anh rất cười rất là tươi luôn, mặc dù là không có điểm. Vâng. Rất may là đến giờ là... Dạ vâng, vậy là như thế này. Khi cưới nhau, vợ biết chồng có bao nhiêu mối tình? 30 giây bắt đầu. Em khinh. Chán ạ. 10 giây kết thúc. Xin mời đáp án các anh chị. Vâng, và anh Đại có thể đồng loạt đọc với em được không ạ? Anh đến 1, 2, 3, anh và Kim Anh cùng đọc nhé. 1, 2, 3, 1. Vâng. Xin được chúc mừng. Anh Thái bằng rất tuyệt vời. Câu này của anh Triệu đây, tật xấu hay kể anh không hết câu này rồi. Xin mời Kim Anh. Bởi vì rằng là đôi này từ nãy đến giờ rất là hợp nhau. Và bây giờ em với anh Đại có thể một lần nữa đọc xem có hợp nhau hay không nhé. Anh đến 1, 2, 3 Kim Anh nhé. Dạ. 1, 2, 3, 2. Vâng, vẫn rất hợp nhau quý vị ạ. Gia đình số 2, anh Nguyễn Văn Quang, chị Đặng Thị Ánh Tuyết, phân sở khai thứ 2. 100 điểm, quý vị cho chào một tay thật lớn được không? Số điểm tuyệt đối. Gia đình số 5, anh Nguyễn Văn Triệu, chị Vũ Thị Vân Anh, khai thác 5, 100 điểm. Xin chúc mừng gia đình số 5. Vâng, số điểm rất cao. Gia đình số 1, anh Lê Văn Lên, chị Đỗ Thị Thắm, phân sở khai thác 1, 90 điểm. Một số điểm cũng rất cao, chỉ có một câu hỏi duy nhất mình trả lời sai thôi. Gia đình số 3, anh Hà Lâm Sơn, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, phân sở khai thác 3, 80 điểm. Kém có một chút xíu và một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng cho gia đình số 3. Vâng, gia đình số 4, anh Thảo A Bằng, chị Lầu Thị Phương, số điểm 80. Xin được chúc mừng gia đình số 4 và một lần nữa xin được chúc mừng cả 5 gia đình với những số điểm rất cao trong phần chơi vừa rồi. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 5 gia đình. Vâng, xin trân trọng kính mời các anh về vị trí tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, và các anh nhớ nhé, em dặn rồi nhé. Gia đình số 2, anh Trần Thiến Tùng, chị Nguyễn Thị Yến, đến từ phân xưởng khai thác 7. Nam, chị Lê Thị Thảo, đến từ phân xưởng khai thác 10. Nam sẽ tham gia ở lượt chơi thứ 2. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Quỳnh và chị Nông Thị Hà, đến từ phân xưởng vận tải 2. Vâng, quý vị thân mến, trên sân khấu của chúng ta là 5 gia đình để tiếp tục chương trình thử thách đầu tiên. Vâng, và trước khi đến với câu hỏi đầu tiên thì em muốn hỏi gia đình số... Ta sẽ đến các câu hỏi của gia đình. Xin hỏi các anh chị đã sẵn sàng chưa? Vâng, câu hỏi số 1. Trước khi đi ngủ, xin mời các anh chị. Vâng, một câu hỏi khá tế nhị. Vâng, hết giờ. Và câu trả lời của anh đó chị... Trước khi đi ngủ, anh không có trò gì ngoài xem điện thoại chị? Chị có thể tâm sự một chút được không ạ? Về đóng điện thoại luôn. Vâng, câu trả lời của chị cũng chính là xem điện thoại. 10 điểm gia đình số 2. À vâng, chưa trả lời anh ấy đã bảo là sai rồi. Nhưng việc này ai cũng làm luôn đấy ạ. Đánh răng. Vâng, câu trả lời chị là xem điện thoại. Vâng, gia đình số 3 không được điểm. Thực ra là hai việc này thì đều làm trước khi đi ngủ cả, không có gì là sai cả. Chẳng ôi trời, anh tự nói đi ạ. Đó là bán em là hôn ạ. Vâng, hy vọng là chắc chắn rằng tôi đề nghị ban tổ chức là câu này nhân 10. Câu trả lời của chị là ôm thơm vợ. Chính xác. Vâng, rất tình cảm. À dạ vâng. Lại có một câu trả lời mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là đúng trước khi chúng ta đi ngủ. Đó chính là đi đánh răng. Vâng, câu trả lời của chị là chính xác. Đánh răng.